Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh Hòa Bình về kết quả kiểm điểm trách nhiệm của từng sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố liên quan đến 10 chỉ số thành phần PCI năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2021, tỉnh Hòa Bình thuộc nhóm điều hành thấp với tổng số điểm là 57,16 điểm, thấp hơn 5,64 điểm so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 62 so với cả nước và giảm 18 bậc so với năm trước. Trong 10 chỉ số thành phần có 2 chỉ số cải thiện về điểm số là tính năng động và tiên phong của chính quyền cấp tỉnh tăng 0,33 điểm, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,01 điểm. Trong đó, chỉ số cạnh tranh bình đẳng ở cuối bảng xếp hạng, 7 chỉ số thành phần gồm chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức, chi phí thời gian, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đều giảm điểm và giảm thứ hạng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra phương án giải quyết các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và trách nhiệm của các sở ngành liên quan tới các nhóm chỉ tiêu nhỏ thuộc chỉ số thành phần gia nhập thị trường liên quan tới thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện, công tác giải phóng mặt bằng chậm, công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế, bất cập, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến xem xét thông qua 11 dự thảo nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các tờ trình dự thảo nghị quyết tập trung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Tờ trình dự thảo nghị quyết về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022, thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hòa Bình và một số nội dung quan trọng khác. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Huyện Lương Sơn đang tiếp tục thực hiện nghị quyết số 07 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của huyện, của tỉnh như dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn, Xuân Mai, Hà Nội giai đoạn 1, 42 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh với tổng diện tích hơn 557 ha, trong đó có 10 dự án đã hoàn thành, 32 dự án đang thực hiện. Bên cạnh đó, huyện đang giải phóng mặt bằng 7 dự án nhà ở của tỉnh với tổng diện tích gần 235 ha. Tuy nhiên, trong công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án còn nhiều khó khăn vướng mắc. Đất đai có nguồn gốc không rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý, sử dụng quỹ đất chưa chặt chẽ, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu địa chính đất đai nên khó khăn cho công tác quản lý. Huyện Lương Sơn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện niêm yết công khai minh bạch công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo quy định hiện hành. Những năm gần đây, ngành điện Hòa Bình đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Giai đoạn 2016-2020, Công ty Điện lực Hòa Bình đã đầu tư xây dựng trên 400 công trình với tổng số vốn là trên 700 tỷ đồng, gần 200 tỷ đồng cho các dự án sửa chữa lớn, trên 200 hạng mục công trình và hàng chục tỷ đồng cho các dự án sửa chữa thường xuyên. Từ năm 2021 đến nay, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tiếp tục được đẩy mạnh. Riêng trong năm nay, công ty đã và đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế với kinh phí là gần 200 tỷ đồng. Đến thời điểm này, 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có điện lưới quốc gia để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.
chất lượng điện năng trên địa bàn được nâng cao, nhiều khu vực hạ tầng lưới điện còn khó khăn đang được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Đến năm 2022, toàn tỉnh có trên 4.600 hectare rừng trồng theo phương thức sản xuất kinh doanh gỗ lớn. Ba địa phương phát triển rừng gỗ lớn tốt nhất tỉnh gồm các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy và Lương Sơn. Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trồng rừng thâm canh gỗ lớn có nhiều ưu điểm. Ước tính sau chu kỳ 10 đến 12 năm, doanh thu bình quân đạt 130 đến 200 triệu đồng một hecta. Chu kỳ 15 năm có thể đạt 300 triệu đồng một hecta. Lợi nhuận chủ rừng thu về cao gấp 3 đến 5 lần rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ, trong khi trồng rừng gỗ nhỏ chỉ đạt bình quân từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng một hecta đối với chu kỳ từ 5 đến 7 năm. Mục tiêu của tỉnh phấn đấu đến năm 2025, trung bình mỗi năm có 3.000 hecta rừng trồng gỗ nhỏ được chuyển hóa sang kinh doanh gỗ lớn, duy trì độ che phủ rừng hàng năm trên 51%. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng các dự án ưu tiên về quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn, hỗ trợ kinh phí để người dân phát triển sản xuất rừng gỗ lớn, tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của việc sử dụng giống chất lượng cao đưa vào trồng rừng, trồng thâm canh rừng gỗ lớn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến gỗ, sản xuất đồ mộc có liên kết với người trồng rừng, hợp tác xã để phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đưa nền nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, giúp nâng tầm thương hiệu sản phẩm, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước hình thành vùng nguyên liệu bền vững, mở cánh cửa mới cho hành trình xuất ngoại những nông sản thế mạnh của tỉnh, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 18% một năm, giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 30% một năm. Nhãn Sơn Thủy là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Hòa Bình được cấp mã số vùng trồng từ năm 2019. Và cũng trong năm 2019, nhãn Sơn Thủy huyện Kim Bôi lần đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đến năm 2021, nhãn Sơn Thủy được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Qua nhiều năm, sản phẩm nhãn Sơn Thủy đã vượt qua những khó khăn về kỹ thuật canh tác, cũng như các yêu cầu của 821 chỉ tiêu kiểm định về an toàn thực phẩm để thành công trong việc xuất khẩu sang thị trường EU. Với những ưu điểm về khí hậu, đất đai cùng với sự kiên trì chịu khó của người nông dân, sản phẩm nhãn Sơn Thủy đã dần có chỗ đứng vững chắc, trở thành cây trồng chủ lực và sinh kế của người dân địa phương với diện tích khoảng 200 ha. Dự kiến trong năm nay sẽ xuất khẩu khoảng 50 tấn. Lần đầu tiên mà nhãn Sơn Thủy chúng tôi được xuất khẩu đi EU thì chúng tôi rất là phấn khởi và chúng tôi rất là hy vọng là những thời gian tiếp theo chúng tôi cũng sẽ cố gắng cùng với công ty FUSA để tiếp cận với thị trường và tiếp tục được xuất hàng sang bên nước bạn để cho cái thị trường chúng tôi càng ngày càng được mở rộng nhiều hơn. Với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 18% một năm, giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 20% một năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 55 triệu đô la Mỹ, đến năm 2030 đạt 137 triệu đô la Mỹ. Tỉnh Hòa Bình đã xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, phát triển kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa tập trung, đào tạo lao động, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, áp dụng các phương pháp tiên tiến thâm canh tăng năng suất, xây dựng phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành và mở rộng vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích cây có múi khoảng 10.000 ha, mía nguyên liệu 7.100 ha, nguyên liệu măng 20.000 ha. Đến tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh đã có 14 mã số vùng trồng và 10 mã số cơ sở đóng gói được cấp mã số. Từ các mã số được cấp riêng trong những tháng đầu năm nay đã có hàng trăm tấn nông sản được xuất khẩu, trong đó có nhiều thị trường cao cấp như Nhật Bản, Mỹ, EU và Hàn Quốc. Hiện tại Hòa Bình có những cái sản phẩm đặc trưng rất là tốt và chiếm ưu thế trên thị trường, ví dụ như là quả cam, mía và một số những cái sản phẩm nông sản khác như là quả chanh leo nữa. Thì đấy là những cái tiềm năng rất là tốt cho Hòa Bình và cũng là cái tiền đề để cho bà con nông dân tỉnh Hòa Bình có thể mạnh dạn đầu tư cũng như là xây dựng được những cái vùng trồng đạt tiêu chuẩn để các doanh nghiệp như chúng tôi có đủ được những cái nguyên liệu để cung ứng cho cái thị trường nước ngoài.
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, toàn tỉnh hiện có 2.528 ha diện tích đủ điều kiện an toàn thực phẩm tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Các địa phương tiếp tục quan tâm phát triển các sản phẩm lợi thế, cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực. Đây sẽ là điều kiện để Hòa Bình xây dựng một nền nông nghiệp giá trị cao, phát triển xanh, bền vững. Trong cái kế hoạch năm 2022 thì sẽ dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 15%, thì trong đó là lĩnh vực trồng trọt, nông nghiệp trồng trọt thì là khoảng 10%, còn lĩnh vực lâm nghiệp nó sẽ là 5%. Để thực hiện được các nội dung đấy thì Sở Nông nghiệp đã giao cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện các bước tiếp theo như cấp mã số vùng trồng hay cấp chức chỉ, cấp chứng chỉ FSC cho ngành lâm nghiệp, cấp mã số vùng trồng và lấy mẫu kiểm nghiệm cho các trung tâm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xác định các chỉ tiêu đạt chuẩn để xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Năm 2022, tỉnh Hòa Bình phấn đấu giá trị xuất khẩu đạt 1.437 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu nông sản tăng ít nhất 15% so với năm 2021. Hy vọng với những định hướng chiến lược trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh thời gian tới sẽ mở ra nhiều triển vọng. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm học 2022-2023, có thêm học sinh khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10 học chương trình sách giáo khoa mới. Để chuẩn bị cho chương trình sách giáo khoa mới, nên từ đầu hè, nhiều phụ huynh đã bắt đầu mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, với việc sách giáo khoa tăng giá gấp từ 1 đến 2 lần so với sách giáo khoa cũ, đã chất thêm gánh nặng chi tiêu cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới. Giáo viên Đặng Thị Lan Anh, trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, chủ nhiệm lớp 7 có 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do năm nay sách giáo khoa chương trình lớp 3, lớp 7 tăng giá gây khó khăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, cô Anh đã cùng với các giáo viên trong nhà trường đóng góp bằng tiền lương của mình để mua sách giáo khoa cho các em mượn và sử dụng. Đặc thù của lớp 7 của nhà trường thì cũng có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có những học sinh thì từ địa phương ở trên xóm Rãnh, Toàn Sơn, Đà Bắc xuống học nhờ dưới trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình. Thì vì hoàn cảnh của các em khó khăn, đi lại cũng vất vả, gia đình thì cũng đặc biệt khó khăn. Nên là nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho các em được đến trường. Thì cái bộ sách giáo khoa năm ngoái và năm nay thì cũng rơi vào tầm 500-600 nghìn. Thì cũng một số nhà thì hoàn cảnh cũng rất khó khăn thì nhà trường cũng tạo điều kiện bằng cách là vận động các thầy các cô ủng hộ cho các con để các con có sách đến trường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến giá sách giáo khoa tăng là do ở chương trình mới, số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn. Sách giáo khoa mới chú trọng kênh chữ, tăng cường kênh hình với hình thức trình bày minh họa sinh động hấp dẫn. Khổ của nhiều cuốn sách giáo khoa mới lớn hơn khổ sách giáo khoa cũ. Chất lượng giấy của sách giáo khoa mới cao cấp hơn. Giá của một bộ sách giáo khoa chương trình dao động từ 500 đến 600 nghìn đồng một bộ, tăng gấp 1 đến 2 lần giá sách cũ. Thông tin sách giáo khoa tăng giá cao khiến nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ đối với những gia đình có 2 hoặc 3 con trong độ tuổi học sinh, thì việc mua sắm sách vở cộng thêm các khoản đóng góp đầu năm học không phải là chuyện đơn giản. Nhà mình có 2 người con, hoàn cảnh khó khăn, anh lớn thì khuyết tật, mức thu nhập hàng tháng nó rơi vào khoảng 4 triệu một tháng. Bước vào đầu năm học thì vẫn có một chút khó khăn, giá cả sách năm nay kinh hơn năm ngoái. Cũng cố gắng làm sao cho con được học tập bằng chúng bằng bạn. Đối với chuẩn bị cho năm học 2022-2023 thì về cơ bản là nhà trường cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh để lựa chọn cho học sinh có đầy đủ cái sách giáo khoa. Về khó khăn của nhà trường thì đây là một trường vùng ven của thành phố Hòa Bình thì cũng có một số hộ các em khó khăn, ví dụ như là bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà thì cái việc mà chuẩn bị sách thì cũng chưa được đầy đủ, thì nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện để cho các em được mượn trong thư viện dùng chung của nhà trường. Thực tế hiện nay đối với nhiều gia đình, việc mua sách giáo khoa mới cho con ở những nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, nhiều học sinh vẫn thiếu sách giáo khoa và đồ dùng học tập đầu năm.
Vì vậy, để hỗ trợ phụ huynh, khuyến khích học sinh đến trường, rất cần các chương trình hỗ trợ sách đối với học sinh diện nghèo, cơ chế trợ giá chung cho học sinh, nhất là vùng nông thôn, để đảm bảo các em có đầy đủ sách giáo khoa phục vụ cho việc học tập. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm từng sở ngành liên quan đến PCI cấp tỉnh. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, trời nắng nóng, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ 25 đến 34 độ.